Không phải thiếu tiền mua vớ lành, cũng chẳng phải do không kịp thay vớ mới. Lý do đằng sau việc cầu thủ mang áo số 7 của trường Đại học Cần Thơ luôn mang vớ rách ra sân lại khá éo le. Do cơ địa và chơi bóng lâu năm nên bắp chân to ngoại cỡ, Trịnh Văn Quốc Kiệt luôn cảm thấy việc mang vớ là quá bó chặt, khiến việc di chuyển, xoay trở và giải phóng lực căng của đôi chân trở nên kém linh hoạt. Nhất là đối với Kiệt, chơi ở vị trí tiền đạo cũng cần sự phản hồi ở các khối cơ bắp trên đôi chân cực nhanh để tăng tốc. Vậy nên Kiệt đã quyết định cắt vài lỗ nhỏ ở phía bắp chân để giúp bản thân cảm thấy thoải mái với đôi chân để tự tin phô diễn kỹ thuật và bứt tốc. Phần lý do là do cái chân, do bắp chân em to, vớ thì nó hơi bó thì em cắt để cho thoải mái thi đấu thôi chứ. Giờ cắt cho thoải mái, nó to hơn đôi vớ. Trong lần trở lại thi đấu tại giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 Cúp Thaco, Kiệt đã cố gắng tập luyện nhưng do chấn thương bong gân dây chằng chưa khỏi hoàn toàn nên cầu thủ này vẫn chưa lấy lại phong độ như năm trước. Về chuyện tình gắn bó suốt hai mùa giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam, Kiệt cho biết chính tình yêu cháy bỏng với môn thể thao vua đã gắn kết nam sinh này và người yêu. Em là cũng đi đá giải trường giải phủi, rồi sau đó em gặp rồi kiểu như em cũng xin info rồi để nhắn tin làm quen, mà không ngờ mà hai em quen cũng là được hai mùa giải. Mùa giải năm trước cô ấy cũng đi coi, mùa giải năm nay cô ấy cũng đi coi. Dạ, thì đó là cũng là cái động lực để cho em thi đấu từng trận đấu và các vòng sau. Bạn ấy cũng yêu thích bóng đá nhưng mà em đam mê thì bạn ấy cũng theo để cổ vũ. Trận đấu nào mà em đá là có bạn đi theo cổ vũ. Lê Ngọc Trân à. Không có bất ngờ nào xảy ra khi đội trường Đại học Cần Thơ vượt qua đội trường Đại học Nam Cần Thơ với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 3 diễn ra lúc 14 giờ chiều ngày 7 tháng 3. Qua đó, đoạt vé vào chơi trận playoff cùng Đại học Trà Vinh, trang suất duy nhất của khu vực miền Tây Nam Bộ, giữ vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 Cúp Thaco. Riêng với Quốc Kiệt, nam sinh này đang khát khao giành tấm vé duy nhất của khu vực để tiếp tục có cơ hội tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 3 này.